Đại ca, cả ngàn không đi bán là tới đây hả? Đi bán hay không cũng vậy thôi. Sẵn việc kiếm nhiều hay ít, cho dù mặt không ấm thì cũng không bị đói. Thôi đừng uống nữa. Mặc kệ anh. Anh đã chịu cực chịu khổ, dành dụm tiền trong nửa cuộc đời, hai tay hiến dâng tất cả tài sản của mình để cưới chị dâu của em về. Anh được cái gì chứ? Chỉ được bả khi dễ thôi. Anh đúng sai rồi. Anh không sai. Anh rất là tỉnh táo. Đại ca, nếu thành hôn rồi thì vợ chồng phải thương muốn lẫn nhau. Bây giờ chuyện xảy ra rồi, anh phải có trách nhiệm. Anh phải tu chỉnh tính của anh đi. Anh không muốn giận hờn đâu. Bộ tưởng đâu anh muốn giận hờn sao? Bà biết anh lo lắng cho bà mà bà lại không nể tình. Anh biết bà chê anh nghèo anh xấu, bà còn muốn cuốn gói bỏ đi nữa. Đại Tổ không phải là người như vậy. Đại ca, anh lo cho chị cũng phải có phương pháp. Anh dùng thủ đoạn cứng rắn chỉ khiến chị giàu thì ghét anh thôi, không thương anh đâu. Nó chỉ không hiểu sẽ bị những kẻ ngông đồ thường cơ đột nhập. Tới khi muốn cứu vãn cũng đã muộn màng rồi. Đại ca, anh hãy suy nghĩ kỹ lời nói của em đi. Kim Liên à, hả? Cô lại mai sai rồi. Ây da, xin lỗi nha bà Dương. Để ta mai lại cho. Cô làm cái gì vậy chứ? Cả buổi chiều, con người thì ở đây, trái tim lại không biết bay đi đâu. Đâu có. Còn nói là không có. Hèn chi Tây Môn Công Tử nhờ ta chăm sóc cho cô nhiều một chút. Tây Môn Công Tử à? Hắn đang nói cái gì? Hắn nói dạo này cô không có được vui vẻ, buồn rầu ủ rũ. Sợ cô ở nhà một mình sẽ suy nghĩ dớ dẫn. Biểu ta phải khuyên can cô nhiều một chút. Chỉ có như vậy thôi sao? À, còn nữa. Hắn biểu ta đem thuốc bắc tới cho cô nè. Là thịt quý viên dùng để dưỡng tâm bổ huyết. Còn đây là lá kim châm lợi huyết nghinh thần, uống vô mát lắm. Còn đây là gói phục thần an ninh yên thần đó. À, còn đây là gói điện thất, chuyên môn trị bệnh suy nghĩ quá nhiều và tan máu ứ. Điều do Tây Môn Công Tử đã tặng cho ta. Phải, có phải tốt với cô lắm hay không? Như vậy thì đâu có được đâu hả bà Dương. Ây da, thứ thuốc mà Tây Môn Công Tử tặng cho cô đều là lợi huyết nghinh thần và tan máu ứ, rất là hợp cho cô. Sao bà lại nói như vậy? Hey, Võ Đại Lang hả? Đánh đập vợ hiền nè, thưa lên công đường, bà con làng xóm mà không biết chứ. Cái tên Võ Đại Lang thô lỗ này, nếu như so sánh với Tây Môn Công Tử nổi bận tâm tế nhị, thiệt là một trời một vực. Kim Liên thiệt là khổ mạng. Ây da, ta đây cũng chỉ nói suông miệng thôi, cô đừng có để trong bụng nha. Tây Môn Công Tử không có gì đâu, chỉ lo lắng cho cô thôi. Ta biết. Vậy làm phiền bà Dương hãy chuyển lời ta cảm ơn Tây Môn Công Tử nha. Cô tưởng là ta không biết sao? Cảm ơn. Bà lại qua bên bà Dương hả? À, cũng tốt. Sẵn ở nhà cũng không có chuyện gì làm, kim chỉ cũng có thể giúp việc sinh kế, có thể qua ngày. Thiệt đúng là một công hai chuyện. Lúc xưa ta không biết suy nghĩ, chỉ có tánh bướng bò, khiến bà đã chịu nhiều đau khổ. Bà đừng để trong bụng nha. Ta nấu cơm sẵn rồi. Giờ cũng đã dặn Nghênh Nhi đi mua thịt ngỗng mà bà thích ăn nhất đó. Mua cho bà nè. Tặng cho ta. Cảm ơn. Còn phải đi bao xa hả? Mau lắm công tử. Qua luôn đồ núi kia, qua luôn con suối nhỏ là mình sẽ tới nơi đó. Hả? Có thiệt không đây? Chỉ thâu một ít tô điền, phải qua núi phải vượt sông. còn khổ hơn là bị lưu đày tha hương. Thôi ta không đi, ta lại chờ ngươi, ngươi đi sau đi. Công tử nói chơi sao? Nô tài đâu thể đi thâu thế công tử chứ, ta không biết chữ mà. Hay da, chú ta thiệt bậy bạ. Trong phủ có rất nhiều người làm việc còn bắt ta đi chuyện này. Một lát ta còn phải đi đổ trường cát tường cho về dáng nữa mà. Công tử đừng nóng lòng. Thật ra tới lòng xá chứ chuyến về cũng không mất nhiều thời giờ đâu. Hai chúng ta nghỉ ngơi chút nha. Công tử, công tử à, uống miếng nước đi, ăn bánh nước nè. Này công tử, công tử à, xin hỏi là lên Kinh Thành thì phải đi đường nào mới đúng? Lên Kinh Thành? Ồ, xa lắm đó. Bà đang mang bầu lại dẫn theo đứa nhỏ. Tại công tử chưa biết thôi. Chồng của ta lên Kinh Thành dự thì đã đi mấy tháng rồi, biệt tâm biệt tích. Ta lo là dọc đường có chuyện gì, cho nên là định đi thăm ảnh. Ừ, vậy được. Nè, nếu lên Kinh Thành đi đường này là đúng. À, cảm ơn công tử chỉ đường. Thôi mình đi. Mẹ à, con đói bụng quá. Con à, con ngoan, con hãy ráng một chút đi. Nè, em lấy ăn đi em nhỏ. Lấy đi. Như vậy không được đâu. Hey, hai người không ăn thì đâu đủ sức lên đường. Nè, cầm lấy đi. À, vậy cảm ơn công tử, mau đi. Cảm ơn công tử. Cảm ơn công tử nhiều. Thôi mình đi. Ê, chờ chút. Mang theo cái này ăn đi. Vậy đâu có được. Khoảng đường dài lắm. Cho dù bà không cần ăn, đứa nhỏ trong bụng cũng phải ăn chứ. Cầm lấy đi. Cảm ơn công tử nhiều. Dọc đường cẩn thận nha. À, thôi mình đi. Mẹ thấy sao rồi? Hả? Sao rồi? Sao rồi? Hả? Sao rồi? Tôi nghĩ là ta sắp sanh rồi. Thì bà đau quá. Nè, mau quán trà công tử làm sao đây? Làm sao đây? Mau tới quán trà kiếm bà Dương đi. Không biết đã đẻ đó. Mau đi, mau đi. Dạ, dạ. Nè, nè, nè. Hai người đi đâu vậy? Hả? Đàn bà sinh con. Mau đi. Đâu? Sao đi? Làm sao đi? Nghĩ nha, tao phải đi kiếm bà Dương. Quê, quê, hai người làm gì đó? Hả? Mẹ đau quá, ta chịu không nổi nữa đâu. Mẹ à. Bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao đây? Mẹ à. Ây da, chết rồi. Bà Dương à, bà Dương, bà Dương. Ê, nè, bà Dương đâu rồi? Bà Dương đâu, bà đâu rồi? Mẹ ta mới đi khỏi, 1-2 giờ sau mới về. Hả? 1-2 giờ sau hả? Ây da, thôi chết rồi. Nè, theo ta, đi cứu mạng mà lên, đi. Bây giờ như vậy, thiệt tình. Sao lâu quá vậy? Bình tĩnh chút nha, bà mụ sắp tới rồi. Ta nghĩ là đứa nhỏ sắp chào đời rồi. Hả? Đứa nhỏ sắp chào đời? Ta chịu không nổi nữa. Bây giờ, đừng sợ, để ta. Tam công tử đang chờ người đó, dạ mau đi, nè, mau lên. Ê, sắp tới rồi, đằng kia kìa, Là con trai đó dễ thương quá. Công tử, sinh rồi hả? Tầm 7 tầm 3, ẩm đi. Ẩm đi. Đại tẩu chị không sao chứ? Ta không sao. Công tử hả? Đứa nhỏ dễ thương quá. Dĩ nhiên rồi, ta có phần sanh mà. Không phải. Hết thôi sao cũng được. Công tử, nhà họ Trần của ta không biết phải làm sao để cảm ơn người. Thiên Phúc. Dạ. Vừa rồi ta biểu người kiếm bà Dương tới mà. Bà Dương thì kiếm không ra, nhưng có cô Bình Nhi rồi. À nè, dọc đường vừa rồi Bình Nhi lo công tử làm không nổi. Ai về tới nơi đã xong xuôi rồi. Công tử thiệt tài giỏi nha. Tài thiệt, đỡ đẻ cũng biết nữa. Ngươi còn nói hả? Đỡ đẻ khó xử đó. Thứ tiền này đáng cho bà Dương bỏ túi. Bà Dương, xin lỗi, lại làm phiền đến bà. Công tử lại bắt ta chuyển thuốc bắc cho Kim Liên hả? Ây à, chỗ này cách nhà Kim Liên ở đâu có xa lắm đâu. Tại sao người không đích thân mang tới? Hey, lời đồn dễ sợ lắm. Nếu như ta mạo muội tới thăm, sẽ khiến người ta nghĩ bậy lắm, rồi đồn ra bừa bãi. Nếu làm hủy hoại thanh danh của Võ Đại Tổ thì thiệt là không nên. Do bà chuyển tặng giùm đi, dù sao cũng được an toàn hơn. Bà Dương à, bây giờ bà chịu khó giúp ta thêm lần nữa nha. Người cũng biết nói, lời đồn dễ sợ, bàn tán xôn xao mà. Người cứ tặng thuốc bắc cho cổ như vậy, bộ không sợ hay sao hả? Ta Chỉ tôi nghĩ cho tao ngủ Kim Liên, ít thúc bắt nó tỏ tâm ý thôi. Nè bà Dương à, sẽ đừng nói bậy bạ nha. Thiệt hả? Để coi coi. Ây da, là ổ yến hả? Ây da, thiệt là quý giá lắm đó. Đâu có phải là một ít thuốc men để mà tỏ tâm ý đâu. À, đừng có để ta đoán trúng đó nha. Người có ý với Kim Liên có phải không? Nếu bà Dương nó biết tâm ý của ta, ta cũng không giấu giếm. Ta với cổ thiệt là thế là chung tình đó. Tại sao ngươi không đi tỏ lòng với cổ chứ? Ây da, sẵn chồng của cổ á, hành hạ cổ, bạc đãi cổ, xử tệ với cổ. Ta cứ thấy Kim Liên gả cho Võ Đại Lang kia như là một cái bông tươi mà cấm là đóng phần mò vậy. Thiệt là tội nghiệp cho Kim Liên quá. À, hay là ngươi tỏ lòng với cổ đi, biết đâu. Ê, bà Dương à, ta không muốn thừa cơ hội đột nhập, thừa cơ hiếp người đâu. Ây da, Tây Môn công tử à, ngươi thiệt là một quân tử trong các công tử đó. Bà Dương, bà lại mơ móc ta rồi. À, ây da, Kim Liên, cô đã tới hả? À, vô đây đi, đứng đó làm cái gì chứ, vô đây. À, hay là để ta đi chuẩn bị nước nồi nha, hai người trò chuyện chút đi. Ê, bà Dương à. Vừa rồi lời lẽ của ta, cô nghe được rồi hả? Không trách ta mạo muội chứ. Đâu có, chỉ lo là Kim Liên không đáng cho công tử yêu chuộng vậy thôi. Cô biết được tâm sự của ta. Ta cũng biết cô gả Võ Đại Lang quyết không phải tự nguyện. Chắc là bị ép buộc, hắn lại không dịu dàng với cô. Ta thiệt. Ý đẹp của công tử, ta thật cảm ơn. Có phải cô đã có ý trung nhân không? Công tử hỏi chuyện đó để làm gì? Tóm lại là Kim Liên đây đã phụ lòng của công tử. Khờ quá đi. Thật ra lâu nay ta không nên suy nghĩ diễn dòng. Từ nay mình vẫn là bạn bè chứ hả? Giữ đi, giữ đi. Tay, 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 giữ tay, tay. 3, 4, 5, 12 điểm. Thì mà xỉu quá đi, mua tay đã xỉu, mua xỉu ra tay. Thiên Phúc à. Dạ. Đặt đi. Gián này nghĩ sao? Gián này đặt xỉu đi. Xỉu hả? Mấy gián ra tài rồi. Tại vì mấy gián đều là tài. Công tử, hẹn cấp tiền kìa. Đại gia, tha cho ta đi. Hèn chi ta mới chơi vài gián đã thua nhiều tiền vậy. Hèn chi tiền bạc của ta càng lúc càng ít. Nhất định là người đang cấp đi. Thứ dân này phải dạy cho biết tay mà. Đạp hắn đi. Không phải đâu. Ngươi còn muốn chạy hả? Dạ bằng cấp tiền của Hoa Tự Hương này, bắt hắn tới nhau không? Xin đừng. Đừng hả? Là chuyện gì? Hoa Tử Hư, ngươi lại gây chuyện hả? Quê, ngươi đừng có bậy bạ. Người đang cấp tiền của ta, ta chỉ trừng trị hắn nhẹ thôi, không được sao? Phải đó, không có nói láo đâu. Có phải thiệt không? Đó, thấy chưa? Đã nhận rồi. Bắt hắn về Nha Môn đi. Bắt đi. Đại gia, xin đừng. Ta vì tham lam nhất thời thôi, tha cho ta đi. Trịnh Như Bảo này xin hứa từ nay sẽ ăn năn hối cải, tha cho ta đi. Cái gì? Trịnh Như Bảo? Ngươi là Trịnh Như Bảo hả? Dạ phải. Nương tử. Tướng công. Tiểu Bảo. Cha, ta không phải nằm mơ chứ? Chỗ này rõ ràng không phải là Kinh Thành mà. Ta vốn không lên Kinh Thành dự thi. Ở dọc đường ta bị ăn trộm lấy hết tiền bạc. Không có tiền lên Kinh Thành, về quê lại sợ mất mặt, cho nên bí lối đành ở lại đây để mà nghĩ cách khác. Ai về thấm thoát đã mấy tháng. Người thiệt là bậy bạ. Đã biết không thể lên Kinh Thành thì hãy về nhà sớm đi. Bỏ lại người vợ mang bầu 10 tháng và một đứa con. Bảo hại họ phải lưu đày bụng bà, và còn phải sanh con dọc đường nữa. Nương tử, em không sao, mới là có Hoa công tử thôi. Ơn sâu nghĩa nặng của Hoa công tử, tại hạ không biết làm sao đền đáp. Bỏ đi, đứng dậy đi. Giờ người đã chịu nhiều khổ đau, từ nay người phải tốn với bà đó. Ta hứa ăn năn hối cải. Người có thiệt mới nói đi. Chuyện ở sòng bạc vừa rồi ta sao bỏ qua. Hay vị lính đại ca, có bộ lần này có thể thông cảm chứ hả? Có bộ hôm nay ta làm được một việc tốt. Tốt thiệt. Chuyện tốt đó. Nè, chuyện xấu rồi. Cha đã biết em tới sòng bạc nên cha giận đó. Hả? Vậy làm sao? Lần này ngươi gặp xui rồi, ngươi hãy tự lo liệu đi. Ta cũng đi. Đừng lại. Ta đã căn dặn ngươi là không được tới lui mấy cái chỗ sòng bạc bậy bạ này, sao không nghe lời ta chứ? Mà còn sanh sự ở ngoài phố. Cháu không có mà. Ngươi còn chối hả? Từng hành vi của Hoa công tử làm sao qua bắt được ta? Ngươi có nhận không? Lão gia đã trách lầm công tử rồi. Công tử tới sòng bạc không có cờ bạc, cũng không có sanh sự, chỉ kiếm lại người chồng cho một dân phụ thôi. Thì có chuyện này sao? Dạ phải đó lão gia, lúc đó nô tỳ cũng có mặt. Giúp đỡ người ta là một chuyện tốt, tại sao vừa rồi lại không nói? Cháu cũng không biết phải nói sao, lại sợ chú không tin. Nếu là thiệt thì tại sao ta lại không tin? Thôi được, lần này bỏ qua. Quê, quê, ngươi không nghe ta kêu ngươi sao? Hả? Cậu kêu ta hả công tử? Vừa rồi sao ngươi nói láo cho ta? Ta có sao? Ha, ngươi còn nói không hả? Con nha đầu này không biết có dụng ý gì, thiệt là khó đo lường. Thiệt là tức quá. Bộ tưởng là ta muốn giúp người sao? Ta chỉ không muốn các người giằng co thôi. Lỡ nhà lão già bị cái gì thì báo hại tới ta. Ở hiền mà gặp dữ. Đại ca. Bình Nhi, em có làm bánh nhân đem tới cho anh ăn nè. Hay quá, đang đói bụng. Chỉ có một mình anh ở đây hả? Em cũng muốn kiếm ai? Không, em chỉ suông miệng thôi. Anh hiểu ý của em mà. Theo anh đi. Đi mau. Ôi, em gái của ta tới nè. Anh Tổng của em ở trên đó tu sửa cả nhà cả ngày rồi, vất vả cả ngày em cho miếng bánh, bụng thấy no lòng được ngọt. Ta xuống liền. Không cần đâu, Bình Nhi sẽ lên. Để con đi đi. Đi mau đi. Đi lên. Em gái ta lên nè. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Từ từ. Anh Tông à, em đã làm bánh nhân nè, anh ăn thử đi. Được. Ngon quá. Ý, đại ca đã lấy cái thằng đi kìa. Anh vẫn chơi thôi. Anh à, ngày mai anh phải đi công tác, em đứa ta làm thứ này cho anh nè, chắc là vừa cho anh xài. Vì muốn qua mà mặc kệ tính mạng. Đôi giày này em tặng cho anh đó. Liên à. Kim Liên, thiệt uổng công ngươi cứ nói là chị em tốt với ta. Tại sao ngươi lại giận người yêu của ta chứ? Ta đâu có. Ta với anh Tòng hai người thích nhau đã là chuyện lâu lắm rồi. Ta không ngờ chị với ảnh lại. Hai người là chị dâu em chồng, làm vậy sẽ trái với luân thường. Ta không cần phải dạy đời ta. Chị chỉ có biết nói là ta làm trái với lễ giáo, không có thể yêu nhau, rồi chị thừa cơ đột nhập cố tình dụ dỗ ảnh, có phải vậy không? Kim Liên à, Xuân Mai đã biết rõ là ta thuộc về Võ Tòng, chứ không có thể nào không nói với chị. Chị thì không nói với ta. Nếu như ta biết được, chị làm sao? Hai ta hiến dâng à? Vì cảm tình không thể là miễn cưỡng đâu. Huống chi anh Tòng chưa hề thích chị. Chị nói vậy. Ta thì khổ mạng. Sau khi ta bị Võ Đại Lang, Trương Thủ Sơ hành hạ, bây giờ hạnh phúc duy nhất của ta và người yêu duy nhất của ta chị cũng giật đi. Kim Liên à, chị nói lý lẽ đây được không? Ta không nói lý lẽ đó hả? Phan Kim Liên này thiệt có mắt mà không ngươi. Quen biết với một người giả nhân giả nghĩa, một chị một em chỉ cứ biết làm dáng làm điệu. Từ nay ta không muốn gặp mặt chị nữa đâu. Cô đừng có uống nữa mà Kim Liên ngoan nha. Bà cho tôi uống đi mà. Bây giờ cô đừng có uống nữa, đã uống nhiều lắm rồi. Sao rồi? Ây da, đủ rồi, đừng có uống nữa. Đúng. 5 cân nữa Nhi Hồng đã bị cô uống gần hết rồi, nếu cô uống tiếp nữa hả, sẽ hại cho sức khỏe đó. Tại sao lại không cho tao uống? Ây da, cho dù tao uống có chết cũng đâu có ai muốn đếm xỉa gì tới ta. Sao cô nói vậy chứ? Đúng, bây giờ kẻ đau lòng nhất là Tây Môn. Hey. Cô đừng có uống thêm nữa. Nếu mà có chuyện gì thì cô nói chúng tôi đi, để tham tường một chút. Đúng đó, không lẽ ta với Tây Môn công tử không thể phân ưu với cô hay sao? Lý Bình Nhi, Lý Bình Nhi đã giật đi Võ Tòng yêu quý của ta. Cô yêu thích nhị thúc của cô. Ta yêu thích ảnh. Anh là nhị thúc rồi làm sao? Nếu không phải ảnh là nhị thúc thì Lý Bình Nhi đâu có thừa cô đột nhập vào với anh Tòng của ta. Nếu không phải về lễ giáo, ta nghĩ Võ Tòng sẽ chọn cô. Ta biết anh vốn thích ta. Bỏ đi. Bây giờ, cho dù bây giờ cô có uống đến nỗi lộn ngược phèo phổi, dở sống dở chết cũng không thể làm thay đổi được sự thật. Cũng tại Võ Đại Lang khiến cô bị vậy thôi. Ây da, đây là ý trời hại người. Ây da, bà Dương này tuy là hơi lớn tuổi nhưng cũng hiểu được nỗi đau khổ khi không có đạt được tình yêu. Bà Dương, ây da, nay có được tình yêu rồi lại bị người ta giật đi. Nếu như là ta hả, ai khiến ta trút lấy đau khổ, ai khiến ta không được tình yêu thì ta sẽ giết chết hắn. Ê, bà Dương à, đừng nói lời bậy bạ nha. Tây Môn công tử, ta nói nếu như là ta thôi. Kim Liên, cô thiệt là khổ mạng. Nhị thúc, chú đã về tới rồi hả? Đại Tổ, chị đi uống rượu à? Ở đây vẫn còn nửa bình à. Chú hãy uống với ta đi. Đại Tổ à, chị sai rồi. Ngồi xuống đi đi mà. Ngày mai chú đã phải lên đường đi công tác. Ly này Đại Tổ mời chú đó. Sao chú lại không uống? Bọn ta thiệt đáng ghét vậy sao? Cảm ơn nhiều. Đại Tổ, có chuyện này thì phải nói rõ với chị. Trong thâm tâm của Võ Tòng này chỉ có Bình Nhi thôi. Chỉ có một mình Bình Nhi thôi. Vì con ta. Đại Tổ à, đừng uống nữa mà. Ở đây còn nửa ly nè, chơi uống luôn cho ta đi. Dạ. Đại Tổ, tay trước nha. Nè Đại Tổ, chị không sao chứ? Chị làm gì? Ta thấy chóng mặt quá. Đại Tổ, ta là người độ trời đạp đất, quyết không làm việc trái luân thường, trái lễ giáo. Xin Đại Tổ tự trọng. Bộ ta thì không có tự trọng sao? Chắc chị thấy đại ca của ta tướng tá xấu xí, không xứng với chị, nhưng dù sao thật lòng thương chị. Hơn nữa là đại ca của ta. Xin chị đừng làm việc có lỗi với anh. Ta có lỗi với anh? Bộ anh không có lỗi với ta hay sao? Ta thật không hiểu. Đại ca của ngươi có gì đáng để cho ngươi kính trọng như vậy đâu. Ngươi thì ngươi nói ngươi là một hảo hán, đội trời đạp đất. Còn hắn, hắn là cái gì chứ? Theo ta thì hắn chỉ là một tên đàn ông mắc dịch, vô lương tâm, vô đạo nghĩa, không bằng một con súc vật. Đại Tẩu, ta chịu bao nhiêu khổ nhục ngươi có biết hay không chứ? Hôm xưa khi Trương Thủ Sơ đam mê sắc đẹp của ta, vợ của hắn thì ôm hận trong lòng, ép ta phải gả cho Võ Đại Lang. Lúc đó ta cũng định chịu thua. Ai ngờ đâu Trương Thủ Sơ đã có sẵn kế mua hết. Đại ca của người đã lấy tiền của hắn rồi, còn để cho ta bị Trương Thủ Sơ làm ô nhục mà cũng bỏ mặt không đếm xỉa tới. Một lòng chân thành à? Theo ta thì hắn một tay quỷ đi hạnh phúc của ta thì đúng hơn. Đại Tẩu nói bậy. Sau đó khi Trương Thủ Sơ bị chết, ta cứ tưởng là ta có thể làm lại cuộc đời, có thể ở chung với người mà ta yêu thích. Nhưng ai ngờ đại ca của người lại mượn rượu hành hung ta, ép ta phải làm lễ vợ chồng với hắn. Theo ta thì hắn không còn một loài cầm thú nữa. Lời nói của chị không phải thiệt. Là không phải thiệt. Không phải là thiệt à? Như vậy thì ngươi cứ coi như ta đã nói bậy đi. Có lẽ như vậy thì ngươi sẽ được yên lòng hơn. Lời nói của Đại Tẩu vừa rồi là thật hả? Đại ca, từ nay anh phải đối xử tốt với chị. Việc gì cũng phải nhường nhịn chị một chút. Vì đó cho cùng anh vẫn là anh nào của chị. Đôi và anh cứ mang theo bên cạnh. Nhưng dạo này đại ca không được vui lắm. Con người Võ Đại Thúc tốt vậy. Em nghĩ là Kim Liên vì dại dột nhất thời thôi. Được rồi, đừng tiếng nữa. Em về đi. Bảo trọng nha. Xuân Mai, chị đã sớm biết Kim Liên có ý với anh Tòng. Vậy tại sao chị không nói với ta? Chị với Võ Đại ca tình đầu ý hợp, ta nói với chị chỉ khiến chị thêm phiền não. Nếu như ta biết sớm thì ta sẽ xử lý khéo léo, biết đâu chuyện sẽ không đến nỗi này. Bây giờ Kim Liên đã giận ta rồi. Kim Liên chỉ nóng giận nhất thời thôi. Dù sao mình cũng là chị em thân với nhau mà. Chị em thân nhau, tánh chị là như vậy. Việc gì chị cũng để trong bụng. Ta chẳng hề hay biết cái gì. Tánh của chị như vậy, hại người hại mình. Chị phải sửa đổi đó. Chị còn cái gì giấu tay không? Hết rồi. Nếu hết rồi thì đỡ. Lê này vừa giòn lại vừa ngọt. Dĩ nhiên rồi Võ Đại Thúc. Hôm nay sáng sớm thức dậy tao chọn từ mười mấy rổ lê ra mấy trái này cho chú ăn đó. Ê, như vậy thì là phiền phức ha. Ê, không sao đâu, chỉ cần chú với Nghênh Nhi thích thì không sao đâu mà. Cái thằng Quân đó Cứ vài ba ngày lại viện cớ tới đây phá đám. Không biết người ta ghét đó sao? Người ta làm bao nhiêu việc như vậy chỉ là muốn lấy lòng tiểu thơ của ngươi thôi. Sao ngươi lại tuyệt tình như vậy chứ? Võ Đại Thúc à, có chuyện này tao muốn nhắc lại chuyện xưa với chú. Hả? Người muốn cưới Nghênh Nhi hả? Dạ phải Võ Đại Thúc, tao một lòng một dạ đó. Ta Cha, con không chịu đâu Nghênh Nhi. Ngươi tự mỗi ngày tặng lễ tới là được hay sao? Tao vốn là không có yêu thích ngươi đâu. Như vậy thì ngươi thích ai? Cha, con đã có ý trung nhân rồi. Cái thằng Lý Trung có gì tốt đâu. Đồ ăn trộm, thuộc quân đạo tặc, đúng thật là không có nên thân. Bây giờ còn làm nha sai nữa. Coi bộ là muốn ăn cắp đồ của quan phủ đó. Thiệt là tức cười. Tại sao khi không bà đối miệng nó xấu hạnh vậy? Nghênh Nhi, con gái quan trọng nhất là có nơi nương tựa tốt, còn sợ nhất là phải lấy lộn người chồng. Cũng giống như là anh Quân đi, anh làm việc siêng năng lại cần cù, lại còn quen với ngươi từ nhỏ, và lại có lòng hiếu thảo với cha của ngươi. Ta không hiểu là hắn có điều gì mà khiến cho ngươi không thích. Nghênh Nhi à, ta sẽ gả con cho anh Quân. Cảm ơn Võ Đại Thúc, cảm ơn Võ Đại Thúc. Con không chịu đâu cha. Cha, đâu có tới phiên ngươi không chịu. Con gái mà, việc hôn nhân thì dĩ nhiên là do cha mẹ làm chủ. Cha ngươi đã đích miệng hứa với người ta rồi, thì ngươi đâu có thể nào không làm theo. Chọn một ngày lành để làm lễ đi. Vậy thì hay quá Nghênh Nhi à. Ta không lấy hắn, cho dù chết ta cũng không lấy hắn. Nghênh Nhi. Ê, Nghênh Nhi. Anh Trương. Nghênh Nhi, ra đây. Lý Trung, ngươi còn tới đây làm gì? Lý Đại Thúc, ta thương Nghênh Nhi thiệt mà. Ta xin chú, gả con với ta đi. Thiệt vậy? Con chỉ yêu thích có một mình Lý Trung thôi, con không có lấy người khác đâu. Nghênh Nhi. Vô Đại Thúc. Vô Đại Thúc. Dạ. Thiệt là một cặp nguyên ương khổ mạng, khiến cho ta ở đây muốn rơi lệ. Cha của người xém một chút đã bị hai người làm cảm động rồi. Thì là không ra gì mà. Cha. Vô Đại Thúc. Nghênh Nhi, ngươi đừng có làm cho cha ngươi phải khó xử đó nha. Ta đã hứa với anh Quân trước rồi, ta không gả Nghênh Nhi cho một tên ăn trộm đâu. Đúng vậy. Vô Đại Thúc, ta xin ngươi mà. Cha. Vô Đại Thúc, ta xin ngươi. Đi, hãy đi mau đi. Đi ra ngoài. Đi mau. Đi mau đi. Đi. Vô Đại Thúc. Đi mau đi. Đi mau đi. Đi mau đi. Nè, Nghênh Nhi à, hắn chỉ là một tên ăn trộm ăn cướp mà thôi. Nghênh Nhi! Nghênh Nhi! Anh Trung! Em ở trên này nè! Anh lên cứu em mau đi! Em ở trên đây nè! Nghênh Nhi! Anh Trung mà cứu em đi! Anh Trung! Nghênh Nhi! Nghênh Nhi! Nghênh Nhi! Anh Trung! Nghênh Nhi em đừng sợ nha! Anh cứu em ra! Nghênh Nhi! Anh Trung! Nghênh Nhi! Nghênh Nhi! Lại quên đem tiền theo. Đứng lại, dụ gái nhà lành hả? Đứng lại, đứng lại, ê, đứng lại, đứng lại. Tránh ra, chuyện gì vậy? Đứng lại, đứng lại. Chuyện gì vậy? Nghênh Nhi, Võ Đại Thúc, đuổi theo đi. Dạ. Lại lên, đứng lại, còn chạy hả? Chạy hả? Thôi đứng lại, đừng có chạy nha, đừng có chạy nha, đứng lại. Người nhà dám vô vụ gái nhà lành, ta bắt người đi gặp quan mới được. Thúc à, chúng ta tự nguyện đi. Đừng hòng, bắt hắn tới nhà mông đi. Người tránh ra, tránh ra. Anh Trung, nó còn chạy hả? Người mà đứt cần cốt phải nằm nghỉ một thời gian mới có thể hoạt động lại. Các người tới y quán của ta để mà lấy thuốc nha. À, dạ được, chào đại phu, ta tiễn ngươi ra ngoài. Thưa cha, cha xin lỗi nha. Tránh ra đi. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi như nó nhận lỗi sao mà? Câm miệng. Chắc hai người muốn ta bị chết mà, để cho hai người vui lòng phải không? Dễ dầu gì. Võ Đại Lang này không dễ chết đâu. Cái con quỷ cái này đủ lông đủ cánh rồi hả? Cút ngay, cút ngay vô phòng. Không biết người làm cái gì mà cứ giận hờn bậy bạ. Cũng tại bà thôi. Người đàn bà độc ác kia, thêm mắm thêm muối dèm pha chúng tôi. Bà thiệt là ác độc quá mà, không biết liêm sĩ, lăng nhăng ngoại tình. Bà đừng tưởng ta bệnh nằm ở trên giường là bà làm bậy làm bạ nha. Dễ giàu gì, ta không bị chết dễ dàng đâu. Bà còn đứng đây làm gì? Còn không đi lấy thuốc cho ta? Còn nữa, bà phải nhốt Nghênh Nhi lại trong phòng. Nếu như nó đi mất, ta sẽ hỏi tội bà đó. Ta sẽ giết chết bà. Ông, dạ, phải rồi. Đi lấy thuốc đi, để ta đưa bà đi. Đi lấy thuốc, đi. Võ Đại Lang à, ngươi nằm nghỉ một chút nha. Kim Liên à, đừng có như vậy. Võ Đại Lang cũng thiệt là bậy quá. Chuyện khó nghe vậy mà cũng nói ra miệng được. Hơi ta thấy khó chịu cho cô lắm. Hắn là cái thứ gì? Không có biết xấu xí mà còn xấu tánh nữa chứ. Cứ thích đập tàn nguyên ương. Chỉ có cô với Nghênh Nhi mới chống nổi hắn thôi. Đừng có trách ta ác độc trồ ẻo hắn nha. Hắn hả, thiệt là đáng chết. Nếu lần trước hắn bị té từ cầu thang xuống á, bị thương nặng một chút á, và bị đi đời thì mọi việc sẽ êm xuôi. Kim Liên, bà ở đâu? Ta thấy tức ngực quá. Lấy nước cho ta uống mau đi. Bà đi đâu rồi vậy hả? Con mụ kia, ta sẽ giết bà đó. Tới đây mau lên. Kim Liên, bà có nghe không hả? Con mụ kia, bà có nghe không? Có nghe không? Lấy thuốc cho ta mau lên. Bà muốn ta bị chết sao hả? Con mụ kia. Bác người ta, cứu bà. Võ Đại Tổ, ta xin bà mà, cho ta gặp Nghênh Nhi đi. Nghênh Nhi? Võ Đại Tổ à, xin bà nghĩ tình chị em với Bình Nhi, xin nó tốt cho ta với Đại Thúc đi mà. Ta hết cách giúp cho ngươi rồi, không lẽ tới nước này ngươi vẫn không căm lòng hay sao? Ngươi hãy đi đi. Võ Đại Tổ, ta xin bà mà. Có xin ta cũng vô dụng thôi, cha của Nghênh Nhi không có thích ngươi mà, ta không giúp được gì cho ngươi. Không lẽ mà không có lòng thương hại ta? Ngươi bắt ta tội nghiệp cho ngươi thì ai tội nghiệp cho ta? Vô Đại Tổ, người đi đi, người đi đi. Vô Đại Tổ à, đi đi. Vô Đại Tổ, Vô Đại Tổ, Vô Đại Tổ, cái người xấu quá mà. Vô đây đây về bà, không được thì chúng đâu. chết đi đâu rồi? Không đếm xỉa tới chồng bà sao hả? Thì cô trai rồi sao? Dâm phụ. Võ Đại Lang, ngươi đừng có trách ta. Bây giờ mới tới, bà muốn ta bị chết hả? Bà chết đi đâu rồi? Sao lên trễ vậy? Sắc thuốc tôi cũng phải có giờ chứ. Đắng vậy làm sao uống? Thuốc đắng thì mới thuốc. Không uống thì thôi. Vô đây. Muốn ta bệnh hoài hả? Để phụ nữ uống thuốc xong phải đắp mình cho nó đổ mồ hôi. Con thiện nhân kia, bà đưa cái gì cho ta uống vậy? Không có. Bà muốn hại ta hả? Không có. Muốn. Không. Không có mà. Không có. Đừng có rên nữa. Đừng có rên nữa mà. Đừng có rên. Đừng có kêu. Đừng có rên. Đừng có kêu nữa mà. Yêu yêu chẳng lâu lâu.